mà không có ai thuê. Vắng khách du lịch, không còn khách nước ngoài, đặc biệt là khách đến từ cộng đồng các nước Hoa ngữ. Dịch vụ thương mại, mua sắm, ăn uống, vui chơi giải trí, vốn làm nên thương hiệu của chợ lớn suy giảm trầm trọng, kinh doanh ế ẩm. Người thuê mặt bằng nhỏ lẻ còn cố bám trụ, nhưng những mặt bằng lớn với hàng chục triệu, trăm triệu, thậm chí vài tỷ đồng tiền thuê hàng tháng thì bị trả hàng loạt. Mua bán của ế ẩm lắm, bán hầu như cái cả tuần lễ bán được có 200 ngàn. Giờ phải chịu thôi chứ sao. Buôn bán lề đường như tụi tôi đây là đã khó khăn rồi. Đừng nói chi tới mướn ở trong nhà bây giờ đâu có rẻ tiền đâu, một tháng mấy chục triệu không. Thị trường nhà phố cho thuê khu vực quận 5 và thành phố Hồ Chí Minh nói chung đều trong cảnh lao dốc từ đầu mùa dịch Covid-19 đến nay. Theo các chuyên gia, việc trả hoặc giảm bớt diện tích thuê để cắt giảm chi phí sẽ còn tiếp tục. Chưa kể xu hướng chuyển từ thuê nhà mặt tiền sang nhà trong hẻm hay thuê mặt bằng tại các trung tâm thương mại, khu phức hợp đang được nhiều người kinh doanh lựa chọn. Không còn ở thế thượng phong, muốn giữ được lợi nhuận, người cho thuê mặt bằng phải có nhiều phương thức, nhiều chiêu để hút khách, giữ chân khách. Giải pháp thích hợp nhất hiện tại là phải cố gắng giữ chân được hợp đồng thuê, tránh tình trạng mặt bằng trống trong vòng 3-6 tháng tới, tại vì rất là khó tìm được khách thuê thay thế. Và doanh nghiệp rất là cần sự hỗ trợ của chủ nhà giảm tiền thuê khoảng tầm từ 30-50%. Dịch bệnh còn kéo dài, nền kinh tế và toàn xã hội đều bị ảnh hưởng. Ngành bất động sản nói chung và phân khúc nhà phố cho thuê mặt bằng cũng không nằm ngoài. Để hạn chế ảnh hưởng tiêu cực, việc dung hòa lợi ích đôi bên, chia sẻ khó khăn chung giữa người thuê và người cho thuê là giải pháp chấp nhận được trong tình hình này. Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 xuất khẩu từ 20-30% sản lượng chuối hàng năm, 60-80% vùng trồng chuối đạt giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, hiện toàn thành phố có 3.294 ha đất trồng chuối, tập trung chủ yếu ở huyện Phúc Thọ, huyện Gia Lâm, huyện Ba Vì. Trong đó hơn 70% diện tích đất trồng các giống chuối nuôi cấy mô. Bước đầu Hà Nội đã hình thành các vùng trồng chuối chất lượng cao, đủ điều kiện để xuất khẩu tới một số quốc gia như là Hàn Quốc, Nhật Bản. Thành phố chưa có kế hoạch mở rộng diện tích trồng chuối và vẫn duy trì như hiện nay, nhưng sẽ nâng giá trị cây chuối bằng việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, thay đổi phương pháp trồng, chăm sóc và chọn lọc những giống chuối mới.